gì đâu bà. Chúng con không biết nói gì hơn là xin tán thán cô giáo Lê Thị Bích Xuân đã ủng hộ cho cái chương trình trồng rừng và bảo vệ môi trường. Đây là những cái phần quà mà của cô giáo Lê Thị Bích Xuân và thầy Tiêu Anh ban tặng cho khắp cả vũ trụ. Mong mọi người ai xem được cũng hoan hỷ và vui vẻ đón nhận.